Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Hồ Henier cho biết vừa mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà gồm nhiều tầng, được xây theo phong cách tối giản, hiện đại với tông màu trắng làm chủ đạo. Nàng hậu cho biết, sau hơn 14 năm lập nghiệp và ở nhà thuê, giờ đây cô mới tự mua được căn nhà cho riêng mình. Đây cũng là ước mơ của người đẹp từ khi bắt đầu đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Trước đó, năm 2020, Hồ Henier chi khoảng 2,5 tỷ đồng để cải tạo và sắm đồ nội thất hiện đại cho căn nhà của cha mẹ ở Đắk Lắk. Đầu năm 2022, cô tiếp tục chi tiền mua thửa đất rộng 60.000m² ở quê nhà để báo hiếu cha mẹ. Hồ Henier năm nay 32 tuổi, hiện là gương mặt nổi bật trên sàn diễn thời trang. Người đẹp được nhiều nhà thiết kế ưu ái lựa chọn để trình diễn mở màn, vedette cho các bộ sưu tập. Cô cũng đảm nhận vai trò giám khảo nhiều cuộc thi nhan sắc. Ngoài ra, Hồ Henier cũng thử sức với phim ảnh, có dự án đầu tay trong năm 78, Phát đạn của kẻ điên. Năm 2023, cô là một trong những cái tên ấn tượng tại show Chị đẹp đạp gió trẻ sống. Bên cạnh nghệ thuật, Hồ Henier cũng tích cực với công tác thiện nguyện, hoạt động vì cộng đồng và môi trường.